What's up 500 anh em, Tùng Trôn đây. Như anh em đọc tiêu đề của video cũng biết là hôm nay mình làm video gì đúng không? Thôi chạy intro đã. Rồi thì ở trong cái video lần trước thì mình có thực hiện tìm ra cái phần mềm trình duyệt web nhanh nhất dành cho iPhone. Thì có khá là nhiều anh em thắc mắc về cái phần mềm Opera Mini, bởi vì đây là một cái phần mềm trình duyệt web, nó nén dữ liệu web lại. Chính vì vậy là nó dẫn đến một cái tình trạng, đó chính là làm cho máy có tốc độ duyệt web chậm hơn. Thì ngày hôm nay mình sẽ kiểm tra xem là cái việc nén dữ liệu lại có ảnh hưởng đến tốc độ duyệt web hay không. Thì ở đây mình đang có hai chiếc Samsung Galaxy S7 Edge Out, đều đang chạy ở một cái bản ROM giống hệt nhau là bản Android 7.0. Và ở hai máy lần này thì mình đều cài sẵn hai cái trình duyệt Chrome giống hệt nhau, phiên bản giống hệt nhau luôn. Và bây giờ mình sẽ mở cài đặt lên cho các bạn xem. Một bên máy thì mình sẽ để ở chế độ tắt nhé, các bạn nhìn này, đang tắt tiết kiệm dữ liệu. Còn một cái ấy, thì mình sẽ đây, bây giờ mình sẽ đây, bây giờ mình sẽ bật lên nhá. Đó, như vậy là mình đã bật cái chế độ tiết kiệm dữ liệu ở bên máy bên tay phải. Bây giờ thì mình sẽ clear hết tất cả những cái ứng dụng chạy nền đi nhá. Đấy, bây giờ clear hết rồi. Như vậy là đã xong. Và bây giờ mình sẽ vào lại Chrome này. Quên mất chưa cho các bạn xem là cả hai máy của mình thì đều đang để ở một cái mạng wifi duy nhất, đó chính là ClickBuy đây. Mình sẽ cho các bạn xem. Đó, cùng một mạng wifi luôn. Tiếp theo là cả hai máy cùng đang để ở chế độ máy bay rồi nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy. Rồi ok, chúng ta sẽ vào bài test luôn đi. Đây, mình sẽ mở tab mới nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy là nó sẽ có một sẵn một cái tab Google trước rồi. Đây, mình clear đi. Rồi xong. Như vậy, bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành bài test luôn. Đầu tiên là với trang web ClickBuy nhá. Nào, các bạn sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Ồ, như vậy là các bạn có thể thấy là cái máy ở bên tay phải của mình tắt chế độ tiết kiệm dữ liệu ấy thì có vẻ nhanh hơn một chút, nhưng mà thực ra nó không đáng kể đâu. Mình sẽ xử hòa nhá. Rồi ok, mình sẽ mở thêm một tab nữa. Bây giờ sẽ chuyển sang trang thứ hai, đó chính là tinh tế. Đó, lần này thì các bạn có thể thấy là tốc độ rất đồng đều nhau. Đó, không có gì khác biệt cả. Bây giờ chúng ta sẽ thêm một tab nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang trang thứ ba, đó chính là Samsung Việt Nam. Ồ, như vậy là cả hai cái đều nhanh như nhau. Chúng ta sẽ phải test thêm hai trang nữa. Chúng ta sẽ vào trang tiếp theo, đó chính là YouTube 321 này. Đó, các bạn có thể thấy là tốc độ hoàn toàn tương đồng nhau. Và trang cuối cùng nhá, đó chính là Facebook 321. Đấy, như vậy là khi mình đã chuyển sang cái trang cuối cùng thì cảm giác cái máy ở bên tay phải nó vẫn nhanh hơn một chút thôi, nhưng mà không đáng kể. Mặc dù là đây nhá, mình sẽ vào lại cài đặt cho các bạn xem này. Mình có bật cái chế độ tiết kiệm dữ liệu này, bên này tắt này. Tuy nhiên là tốc độ tương đương nhau, chứng tỏ là cái vấn đề là mình bật cái chế độ tiết kiệm dữ liệu hay là không bật chế độ tiết kiệm dữ liệu thì nó cũng không ảnh hưởng lắm. Mình thấy là nói chung là các bạn bật cũng được, không bật cũng được. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà dùng 3G thì nên bật cái này, bởi vì nó sẽ tiết kiệm cái data cho các bạn hơn, tiết kiệm tiền hơn. Rồi, như vậy là cái câu trả lời của chúng ta đã có. Ít nhất là đối với lại cái phần mềm trình duyệt Chrome thì khi mà chúng ta bật cái chế độ tiết kiệm dữ liệu lên thì nó không ảnh hưởng nhiều lắm đến cái tốc độ của chúng ta trình duyệt web nhá. Rồi, như vậy là video của mình đến đây kết thúc. Anh em nào còn có bất kỳ một cái thắc mắc nào có thể để lại ngay comment ở dưới bên dưới video này. Mình sẽ cố gắng thực hiện nhiều cái bài test để kiểm chứng cho anh em hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye. Tinh.